Xin chào các bạn. Hôm nay tôi xin chia sẻ một cái điều này. Cái này thì tôi nghĩ rằng là mình dân làm neo thì nó thích hợp hơn, nhưng mà ở gia đình thì đôi lúc mình cũng phải cần, tại vì nó cũng cái cách thức nó cũng giống nhau thôi. Là một cái điều là coi như là bây giờ tất cả các tiệm neo là đa số mình xài đều là có làm đi lắp, còn cái tiệm nào mà không có làm đi lắp thì mình cũng có cái bóp bóp cát. Thành ra cái đường ống của mình á, cái đường ống của những cái spa á, là tôi nghĩ rằng nó bị nghẹt ở dưới. Tại vì mỗi một cái ống ở dưới là nó có một cái co như thế này. Thành thử cái cát lúc mà mình rửa xuống là cái cát nó đọng xuống, nó bị nặng mà. Thành ra nó đọng thành ra nó lâu ngày nó sẽ bị stuck ngay chỗ cái co đó, mình xả nước rất là chậm. Nhưng mà hồi xưa á, cái đường ống á là mỗi một cái có tiệm thì mỗi một cái spa là nó có một cái pump, tức là một cái bơm. Rồi sau này là mỗi một cái đường ống là người ta làm một cái pump riêng, còn có những tiệm là không có luôn. Nó thành thử mỗi lần mà nếu mình xúc bồn á là mình phải dùng bằng cái pump, còn nếu không có nhiều người mà không biết là phải mướn thợ, thành ra nó rất là tốn kém. Rồi hôm nay tôi có một cái kinh nghiệm tôi sẽ chia sẻ với các bạn. Mình không cần dùng pump mà mình cũng không cần phải mướn ai hết, mà mình làm rất là rẻ mà rất là dễ dàng. Thì bây giờ tôi bắt đầu chia sẻ cho các bạn nha. Cái mình làm cái điều này đó là mình phải chờ khi nào mà tiệm khách đồ hoặc là thợ được về hết rồi bắt đầu mình mới làm, tại vì đây cái chuyện riêng của mình. Thì trước hết là bây giờ mình xả nước đầy mấy cái bồn hết cho tôi. Bây giờ mình đóng cái ấy là mình xả nước vô. Okay, các bạn xả nước đầy đầy hết mấy cái bồn nha. Bây giờ tôi đã xả nước vô mấy cái bồn đó, các bạn thấy ha, tôi xả vô. Thì trong khi mình chờ nước nó đầy á, tại vì này nó cũng phải chờ cái thời gian 5-7 phút. Thành thử bây giờ tôi sẽ lấy đồ nghề, cái mà tôi cần nhất để tôi làm công việc này. Theo tôi. Đây. Các bạn biết cái này cái gì không? Các bạn đừng cười nha. Cái này là cái cây để thuộc hầm cầu đó, chính xác là 100% là nó. Nhưng mà tôi khuyến cáo các bạn một cái là mình xài cho tiệm neo thì mình cần phải vệ sinh, thành ra mình mua một cái để mình xài riêng cho cái công việc này. Mình không thể nào lấy cái của làm hầm cầu ra để mình làm công việc này nha, nó bị phạt chết á. Mà mình xài xong mình phải cất bên kia chứ mình không được để đây ha. Cái này tôi sẽ chia sẻ với các bạn sau. Rồi bây giờ mình sẽ chờ nước nó đầy lên chút nữa đi, rồi tôi sẽ làm cho các bạn coi. Ok, thì bây giờ mình bắt đầu mình làm ha. Thì theo kinh nghiệm của tôi á, là cái đường ống mà chấm ở trong á, là khi mà đường ống ở trong cái spa ra là nó hơi co như thế này, nó hơi co như thế này, đặng cho nước nó ra cái nó suông nó đi luôn chứ nó không có ghé những cái spa khác. Thành ra mình bắt đầu, nếu mình bắt đầu thì bắt đầu từ cái ghế cuối cùng ha, tức là cái ghế cuối cùng của cái đường ống đấy. Thành ra bây giờ các bạn tắt nước. Mình không tắt nước, mình để vậy cứ để cho nó chảy. Thì bây giờ mình khi mình dẫn xả nè, mình vừa dẫn xả thì mình đút cái này vô cho ngay chỗ cái đó, mình thục cái thiệt mạnh nước đây. Các bạn thấy không, tôi thục đây mà những thằng kia nó ụt lên, tức là nó rất là mạnh. Thấy không? Các bạn thấy không? Đó, là những cái cát rồi nó đẩy qua bên kia. Thì bây giờ bắt đầu mình cái thứ hai. Nước đầy anh ơi. Sao rồi? Bắt đầu cái thứ hai mình thuộc rồi. Các bạn thấy không? Tôi thuộc đây mà nó ụt bên đây. Đó, là tức là nó rất là mạnh. Nhưng mấy thằng kia cho mình coi. Tôi thuộc cái này mà cái kia nó ụt lên đó. Thành ra mình thấy nó rất là mạnh. Khi mình thuộc cho các bạn, mình phải giữ cái giống này chứ không thôi mình đẩy một cái là nó kín ra rồi, nó ấy ra lại. Thành ra cái lúc mình xả mình vẫn mình thuộc cái mình dẫn cái tay mình vẫn vịn cái này cho nó đấy không. Tôi thuộc đây mà cái sinh
tới đây mà cái sinh nó trào lên, cái sinh nó rất là dơ, các bạn thấy không? Đó, tức là cái này nó, cái công dụng của nó rất là mạnh, thành ra mình thuộc cái kia là nó tới đây luôn. Rồi bây giờ tới cái này. À, để tôi tắt nước đây. Bây giờ tôi chia sẻ thêm một cái nữa, tức là cái này mình có thể xài cho gia đình luôn, tại vì cái này nó xài cho cái sinh ha. Cái sinh mình thấy không, mình xài vậy mà nó ọc lên dơ ghê hồn không. Thì bây giờ bất cứ cái sinh nào cũng vậy, ở nhà cũng vậy mà ở đây cũng vậy, tóc có thường thường á, nó lọt tóc thì nó sẽ bị dướng dưới này, thành ra mình mua cái này ở Home Depot là nó có một đồng bạc một cái thôi đó. Mình đút xuống đây, mình chọt xuống, chọt hết xuống rồi mình rút ra. Cái này bị tôi làm rất là thường xuyên, thành ra cái tóc nó không có như vậy. Chứ các bạn bây giờ lâu lâu các bạn ấy coi, ở nhà, nhất là ở nhà mình mấy cái sinh mà trong phòng ngủ rồi nọ đó, mình rút lên coi tóc nó vướng dài đây nè, tóc nó nhiều lắm đó. Thành nữ các bạn nên mua một cái về để trong gia đình ha, mình xài cho mấy cái sinh ở nhà. Đây nè các bạn thấy không, khi mà mình thục cái ghê thục rồi á, xong rồi bây giờ nó còn trồi trở lên một ít nè, tức là những cái này nó dội ngược lại đó. Thì bây giờ mình chỉ cần xả nước, mình rửa sơ một cái nữa là xong ha. Thành ra nó rất là dễ dàng, nó đơn giản mà nó lẹ nữa. Thành ra cái tiệm của mình á, mình muốn clean lúc nào mình clean, chỉ cần 5-10 phút là mình clean toàn bộ 10-20 cái ba rất là dễ dàng ha. Ok, đó là cái mẹo vặt đơn giản mà nó rất là coi như là chất lượng, tức là cái thành công của nó rất là tốt. Bởi vì hồi xưa tôi, cái ông thợ mà ông gắn cái spa cho tôi nè, ông gắn cho tôi một cái pump để tôi clean đường ống, nhưng mà tôi thấy nó không sạch bằng cái này, bởi vì mà nó cực nữa, nó mỗi một lần máy móc đồ cực lắm. Thành ra còn cái này tôi chỉ xả nước rồi tôi pump vậy là xong, rồi chỉ clean nhẹ lại nữa là xong ha. Thì các bạn nếu mà thấy cái video này mà nó có lợi cho mình thì tôi nghĩ rằng các bạn nên share cái video này cho các bạn khác cùng xem, để mà mình cùng trong một cái ngành mình làm cho nó vừa tiện vừa tiết kiệm. Rồi, cảm ơn các bạn, chúc các bạn một ngày vui vẻ, thành công trong công việc. Bye.